đây cùng làm đi. Chúng tôi bị người ta nhốt lại, ai đó tháo ra giùm chúng tôi với. Mở khóa đi. Tôi cũng không biết nữa, chắc phút chót đổi qua nhảy múa quá. Vậy cũng được sao? Mở khóa. Để đưa nhảy nở qua của cấp xù. Không ngờ đại tướng Hỷ cũng biết nhảy. Tuyệt quá. Sao khán giả lại làm động tác giống chúng ta vậy? Hình như họ tưởng chúng ta đang nhảy điệu múa nở qua đó. Hình như còn rất hưng phấn nữa. Thôi thì cứ mặc kệ đi. Bây giờ mọi người đều đang nhìn chúng ta, mình tiếp tục nhảy đi hả? Mở quá. Không ngờ buổi diễn hôm qua của chúng ta được yêu thích tới như vậy. Số tiền quyên góp còn phá kỷ lục nữa đâu. Đoạn clip vừa được tung lên mạng, lượt truy cập còn nhiều hơn tất cả clip của Lôi Công cộng lại nữa. Kênh của chúng ta một đêm thôi đã tăng thêm 1.000 người theo dõi rồi. Cuối cùng Đại Tứ Hỷ cũng chiến thắng Lôi Thành Đại rồi đó. Quay phong một lần. Cảm ơn ông Lòng Lớn. Các cô cảm ơn cái gì vậy? Thì đó, lúc nãy Helen thông báo cho chúng tôi, nói là ông Lòng Lớn quyết định thông cảm một lần, thu hồi lại thư cảnh cáo của chúng tôi trước đó. Cảm ơn ông Lòng Lớn khoan dung độ lượng. Lần này chúng tôi biết lỗi rồi, sau này chúng tôi sẽ không nhảy điệu múa nở hoa ở trong công ty nữa. Không phải là tôi không cho các cô nhảy, chẳng qua trước đó Đại Tứ Hỷ vì màn biểu diễn tối hôm qua đã bí mật tập luyện, không muốn có tin tức tuồn ra, cho nên là tôi mới không cho các cô quay clip thôi. Nghĩa là chúng tôi có thể nhảy hả? Thời gian nghỉ trưa cũng được hả? Anh rể à, vậy có phải anh cũng nên thu hồi lại hai lá thư của em hay không vậy? Anh rể của cậu thu hồi thư của họ là bởi vì không muốn người ta nói anh ấy tiêu chuẩn kép, không cho người ta nhảy, mình lại nhảy. Anh của tôi không thu hồi thư của cậu là bởi vì cậu thật sự là đáng đời đó. Cái gì chứ? Một mình tôi chịu trận thôi hả? Nè, Kép Su để lại bình luận dưới đoạn clip của mọi người kìa. Cô ấy nói sau khi coi xong bản điệu múa nở hoa của mọi người á, thì rất ấn tượng với sức sống của mọi người, muốn nhảy chung với mọi người đó. Ôi trời, không ngờ là chúng ta nổi tiếng từ Hàn Quốc luôn. Lần này coi như là quay phong hơn Lôi Thành Đại rất nhiều rồi. Nói gì thì nói, tối hôm qua chúng ta chỉ nhảy lung tung thôi. Đến MV gốc tôi còn chưa xem nữa mà. Bây giờ mới học có kịp không đó. Tôi không muốn mất mặt ra ngoài quốc tế đâu đó nha. Thì ra lúc nãy ông Lâm Lớn nói dối thôi hả? Vậy chúng ta hãy giúp đỡ họ đi. Để chúng tôi dạy mọi người nhảy.